kính chào quý vị khán giả của chương trình Góc nhìn văn hóa. Quý vị đang chiêm ngưỡng những hình ảnh của quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Quảng Ninh, chùa Vĩnh Nghiêm Bắc Giang và khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc Hải Dương. Ngày 26 tháng 1 vừa qua, Việt Nam đã gửi hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO để xét công nhận là di sản thế giới. Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử được cấu thành từ 5 cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, gồm khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử, di tích lịch sử Nhà Trần và Bãi Cọc Bạch Đằng, khu di tích danh thắng Tây Yên Tử và quần thể Côn Sơn Kiếp Bạc Thanh Mai. Tầm quan trọng của quần thể và di tích danh thắng Yên Tử được thể hiện thông qua hàng loạt các di tích, danh lam thắng cảnh trong khu di sản được nhận diện, xếp hạng ở cấp tỉnh, cấp quốc gia và các quốc gia đặc biệt, với đầy đủ 4 loại hình di tích, danh lam thắng cảnh, bao gồm di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ, địa điểm danh lam thắng cảnh. Đây cũng là những địa điểm có sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên với các công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị đặc biệt của quốc gia. Nơi đây cũng mang giá trị lịch sử to lớn, nơi ra đời và phát triển thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đậm bản sắc Việt do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Hồ sơ quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc là hồ sơ di sản văn hóa đầu tiên có phạm vi triển khai trên cả 3 tỉnh. Chưa hề có tiền lệ ở Việt Nam. Để đảm bảo được sự vẹn toàn, quy mô của di sản, Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo khoa học và tập trung nghiên cứu 3 lĩnh vực. Đó là giá trị văn hóa lịch sử, hệ thống kiến trúc cảnh quan, đặc điểm, giá trị địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học của quần thể, tạo cơ sở khẳng định về mặt khoa học cho hồ sơ di sản. Nếu như được UNESCO ghi danh, thì đây thực sự sẽ là một thành quả về văn hóa vượt khỏi không gian của một tỉnh, trở thành di sản chung của nhân loại và đất nước, mà trong đó 3 tỉnh cùng nhau xây dựng, bảo vệ và giữ gìn. Hành trình xây dựng hồ sơ đề cử di sản thế giới cho quần thể di tích danh thắng Yên Tử là một hành trình dài, công phu qua nhiều năm, tập hợp nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu tâm huyết của các nhà khoa học. Để hoàn thiện hồ sơ đề cử, từ năm 2020 đến năm 2023, tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với 2 tỉnh Hải Dương và Bắc Giang tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội thảo khoa học nhằm xác định giá trị tiêu biểu nổi bật toàn cầu của quần thể di tích, đồng thời tổ chức điều tra thám sát và khai quật khảo cổ, đánh giá giá trị và loại hình di tích, thu thập tổng hợp tư liệu bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Trong thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với tỉnh Hải Dương và tỉnh Bắc Giang hoàn thành xây dựng bộ hồ sơ khoa học đệ trình lên tổ chức UNESCO thế giới. 3 tỉnh đã xây dựng hoàn thành trên cơ sở có sự định hướng và tham gia của các nhà khoa học. Tỉnh Bắc Giang đã làm tốt nghiên cứu khoa học về các vấn đề lịch sử, văn hóa rồi các cái di sản để đánh giá một cách sâu sắc những cái giá trị văn hóa truyền thống. 3 địa phương đã mời các chuyên gia quốc tế, chuyên gia UNESCO sang Việt Nam để khảo sát, tư vấn. Riêng tỉnh Quảng Ninh, chỉ trong tháng 3 năm 2023 đã liên tục chủ trì làm việc với Bộ Ngoại giao, đại diện UNESCO tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới để tham vấn góp ý để hồ sơ đạt chất lượng cao nhất. Hồ sơ đề cử với 17 cụm di tích, 32 di tích, được xây dựng với khoảng 2.000 trang bản tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh, hàng trăm bản đồ, bản vẽ mô phỏng, hệ thống ảnh, clip tái hiện các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, di sản phi vật thể và kế hoạch quản lý tổng thể trên phạm vi 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang. Yên Tử giá trị thì lớn như vậy, nhưng mà khó khăn chồng chất, đòi hỏi một cái sự quyết tâm rất cao. Khó khăn lớn nhất theo cái yêu cầu rất là cao và khắt khe của UNESCO là cái vấn đề gọi là các di tích hiện còn đấy. Thì nó do những cái hoàn cảnh khách quan thì hiện nay nó đều bị mất mát. Các cái cơ quan quản lý văn hóa của các tỉnh, đặc biệt là Quảng Ninh đã làm được khá nhiều việc. Ví dụ như là tổ chức những cuộc khai quật ở một số cái khu di tích, tập hợp những cái tư liệu ấy lại, cập nhật nó để làm cho một cái bức tranh về di sản của ta nó rõ rệt hơn. Theo lộ trình, sau khi hồ sơ trình UNESCO, Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế ICOMOS là tổ chức tư vấn độc lập sẽ cử chuyên gia đánh giá hồ sơ, sau đó khuyến cáo nếu cần thiết sẽ tiếp tục phải chỉnh sửa bổ sung. Thưa
Từ năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, lập hồ sơ quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, trình Thủ tướng Chính phủ để cho phép đệ trình UNESCO xem xét, công nhận là di sản thế giới. Trải qua một hành trình hơn 10 năm, việc hoàn thiện hồ sơ quần thể di tích và danh thắng Yên Tử một cách đầy đủ và thuyết phục, cho thấy sự chủ động của các địa phương cũng như vai trò định hướng hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thì đấy là những cái bước chuẩn bị hết sức là chúng tôi cho rằng là kỹ lưỡng, khoa học, bài bản, vừa đáp ứng tiêu chí của luật di sản văn hóa, vừa đáp ứng quy định của UNESCO, của hướng dẫn thực hiện Công ước 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, vừa có cái sự đồng hành, hỗ trợ tích cực và rất là chặt chẽ, có hiệu quả của các chuyên gia, các nhà khoa học, Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia và Trung tâm Di sản Thế giới của Tổ chức chuyên môn Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ. Vì vậy nên là chúng tôi tin tưởng và thấy rằng là cái sự chuẩn bị đã rất là kỹ lưỡng và sẵn sàng để chờ đón cái việc mà UNESCO sẽ đưa di sản văn hóa quần thể di tích danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc của chúng ta vào trong cái chu kỳ và trong cái kỳ họp lần thứ 47 năm 2025 sắp tới. Trong tâm thức của người Việt, Yên Tử là dãy núi thiêng gắn với danh xưng đất Phật. Vừa ra khỏi không gian, cảnh quan, giá trị của quần thể di tích và danh thắng Yên Tử bao trùm suốt hơn 700 năm lịch sử, minh chứng cho một giai đoạn phát triển rực rỡ của triều đại nhà Trần và thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử gắn liền với tên tuổi của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người sáng lập nên thiền phái Trúc Lâm đậm bản sắc Việt. Đầu xuân, hàng nghìn du khách Phật tử đã tới đây với mong muốn bình an, phúc lộc. Tất cả những người dân chúng tôi đi lên thì là đi lễ là cầu phúc, cầu an, thì mình cái chỗ là mình cảm thấy thực sự là chỗ này rất là linh thiêng. Giá trị của quần thể di tích và danh thắng Yên Tử bao trùm suốt hơn 700 năm lịch sử, với hàng chục ngôi chùa, hàng trăm am tháp, hàng ngàn di vật cổ, minh chứng cho một giai đoạn phát triển rực rỡ của triều đại nhà Trần và thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa Trúc Lâm Yên Tử là một trong những cái trụ cột quan trọng trong cái những cái đặc trưng nổi bật của văn hóa Quảng Ninh để xây dựng và phát triển văn hóa Quảng Ninh mang cái đặc sắc trong cái giai đoạn mới này. Yên Tử là nơi mà hồn Việt nét Trần và tinh thần thiền Trúc Lâm được đậm đặc và có cái điều kiện để mình lan tỏa những cái giá trị đó. Tại Bắc Giang, chùa Vĩnh Nghiêm có kiến trúc giàu bản sắc Phật Việt nhất mà không ngôi chùa nào trong vùng có được. Hiện tại, Bắc Giang đang xây dựng con đường Hoàng Dương Phật Pháp có chiều dài 100 km từ huyện Yên Dũng tới Sơn Động và phục dựng các điểm di tích theo dấu chân Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Tất cả các ngôi chùa Bắc Giang dù là mới hay dù cũ nhưng phải xây dựng theo lối của chùa Vĩnh Nghiêm. Từ tượng thờ, ban thờ cho đến nghệ thuật kiến trúc, các sư trong toàn tỉnh, gương mẫu, Hoàng Dương Phật Pháp. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, Yên Tử vẫn luôn giữ hồn Việt, góp phần nhắc nhớ thế hệ hôm nay về công đức các bậc tiền nhân để thêm chân quý, gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa quý báu mà ông cha để lại. Thực tế cho thấy các di sản văn hóa sau khi được UNESCO công nhận ghi danh đã trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn, góp phần không nhỏ trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Nếu quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa thế giới, thì đây sẽ là di sản văn hóa thế giới liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam kể từ khi tham gia Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 1987. Dù còn cả một quá trình, nhưng hành trình hoàn thiện hồ sơ di sản cho thấy nỗ lực của các địa phương cũng như ngành văn hóa trong việc bảo tồn, tôn vinh giá trị di sản. Góc nhìn văn hóa ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.